Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thông điệp lịch sử của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 60 năm, ngày 19 tháng 4 năm 1958, một số đơn vị hóa học đầu tiên được thành lập dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng Hóa học Nguyên tử, Cục Huấn luyện Chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới về lực lượng, chuẩn bị cho sự ra đời của binh chủng hóa học. Trên cơ sở đó, năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19 tháng 4 năm 1958 là ngày truyền thống của Bộ đội Hóa học. Từ buổi đầu thành lập, lực lượng nhỏ, trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, lại phải đối đầu với cuộc chiến tranh hóa học hiện đại. Song bằng tinh thần chủ động tiến công, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hóa học đã bền bỉ rèn luyện, nỗ lực học tập, tiếp thu khoa học kỹ thuật để không ngừng phát triển lớn mạnh. Bộ đội hóa học có mặt ở tất cả các chiến trường, đến những nơi gian khổ, ác liệt, độc hại nhất để trinh sát, phát hiện, đánh giá và tổ chức tiêu tẩy, bảo vệ lực lượng của ta. Các đơn vị hóa học cung cấp hàng nghìn tấn khí tài phóng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo màn khói ngụy trang, bảo vệ những hoạt động tác chiến trên các chiến trường, các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng. Trong kháng chiến chống Mỹ thì Bộ đội học đã là cái lực lượng nòng cốt để hướng dẫn cho nhân dân để khắc phục những cái hậu quả khi địch sử dụng vũ khí học. Bộ đội học cũng đã sử dụng màn khói để ngụy trang, nghị binh, che giấu lực lượng và bảo vệ các cái mục tiêu mà không quân Mỹ đánh phá ở miền Bắc. Đã sử dụng súng phun lửa và súng MP2 của địch tiêu diệt địch rất là hiệu quả, góp phần vào cái chiến dịch Đồng Xoài, Đường Chín năm nào tiêu diệt được nhiều cái sinh nhược địch. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, bộ đội hóa học còn thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng việc sử dụng chất độc hóa học của Mỹ để đấu tranh ngoại giao. Các cuộc đấu tranh góp phần làm thức tỉnh lương tri của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tạo nên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, buộc Mỹ phải dừng việc phun giải các loại chất độc hóa học, cũng như công cuộc đòi công lý cho những nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin Việt Nam. Bước vào công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, bộ đội hóa học tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, nhưng không kém phần gian khổ, ác liệt. Đó là cuộc chiến đấu với hậu quả của chiến tranh, sự tàn phá, độc hại, nguy hiểm của hàng trăm tấn vũ khí hóa học, chất độc da cam dioxin, chất độc CS, chất cháy của địch rải rác khắp các chiến trường, hồi sinh những vùng đất chết, ngăn chặn, khống chế mối nguy hại của chất độc hóa học đối với sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân. Trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong thời kỳ đổi mới hiện nay thì bộ đội học đã tham gia vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo vệ an toàn các mục tiêu, nhất là cái chống khủng bố về hóa sinh học phóng xạ, ứng phó sự cố hóa chất độc phóng xạ, rồi thì làm cái lực lượng nòng cốt để khắc phục hậu quả môi trường, khắc phục cái chất độc hóa học còn để lại trên chiến trường Việt Nam rất nặng nề. Đặc biệt là từ năm 1996 đến năm 2017 thì chúng tôi đã có 15 cái dự án, nhiệm vụ điều tra, thu gom, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Chỉ có tính cho 5 năm là từ năm 2012 đến năm 2017 thì đã có hàng trăm cái đề tài sáng kiến từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ làm chủ công nghệ trong xử lý dioxin cũng như là xử lý chất độc sét để khắc phục cái chất độc hậu quả tồn lưu sau chiến tranh. Ngoài xử lý chất độc hóa học tồn lưu, bộ đội hóa học còn là nòng cốt trên mặt trận phòng chống ứng phó các chất độc của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là những chất thải công nghiệp, những sự cố ảnh hưởng đến môi trường sinh thái bắt nguồn và tiềm ẩn ở trong nước cũng như từ các nước khác ảnh hưởng đến Việt Nam. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong những năm tới, toàn binh chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự quốc phòng,
thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm phòng hóa cho lực lượng vũ trang và nhân dân, xây dựng lực lượng hóa học tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới thì Đảng bộ binh chủng hóa học thì xác định 3 cái khâu đột phá. Cái thứ nhất là nâng cao cái chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là huấn luyện theo tình huống, làm chủ các trang bị khí tài để giải quyết xử lý tất cả các tình huống trên địa bàn xảy ra. Cái thứ hai là chúng tôi xác định cái khâu đột phá là nâng cao hiệu quả về nghiên cứu khoa học, nhất là làm chủ cái trang bị, làm chủ công nghệ trong xử lý dioxin. Cái thứ ba, cái nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật, chấp hành pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, binh chủng hóa học được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, đặc biệt là Huân chương Quân công hạng nhì, phần thưởng cao quý mà binh chủng được Đảng, Nhà nước trao tặng trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, những thành tích xuất sắc mà binh chủng hóa học đạt được trong thời kỳ đổi mới là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang, phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, khẳng định vị thế vai trò của bộ đội hóa học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.